Dạ ơi. Cao. 10 ngàn. 10 ngàn không? Cái này dài không? Dù xa rồi. Cây kia có sao đâu rồi, lấy cây này đi. Cây nào làm quen thì lấy cây đó thôi. Tôi vô trong chợ rồi có cây nào khác không? Tôi máng ở trên bên cửa. Cây bự lắm, cây bằng muỗng ăn canh lắm. Rồi ra đỡ nè Mập ơi. Đợi mày dắt xong mẹ nó rồi. À, cái này mới im nè. Hả? Rồi đỡ ôi cái mít nè. Sao không nói vậy? Trời ơi, nó đỏ. Nắng mà ha. Đỏ lắm luôn á. Nắng nó mới lên. Hôm nay nắng mà. Hơi yếu xíu thấy không? Mày chín nha mới lên. Mày đẩy rùa đi Thành. Còn thang nữa Thành. Đẩy rùa với thiên thang đi mày. Cái ớt này bị chim ăn rồi. Có trái nó bị ăn không nữa rồi kìa. Rồi sao vậy? Cái đó không được đâu, cái trên này cái mạo nó còn yếu rồi, nó còn có cái gì đó. Cái nhỏ đầu này đây nhau. Lên đi, cái này là đẩy ra để tới luôn hả, không có bị lỡ đâu, sợ cái gì chị? Giống trái nào mà cho nó ấy non quá là bỏ lại mình đựng thử. Thế chưa? Nắng mưa. Nắng mưa mày nghe không? Mưa thử nhiều quá thì chứ nó bị mưa nước mưa vô nó thiếu. Không, Thành nó bắt chị gần ký ốc á. Mưa thử đâu tốt như vậy? Nhỏ ghê không? Ơi, lấy vô rồi lấy hai bịch chi vậy? Một bịch thôi. Rồi dở đi, rồi dở đi cái vô luôn. Này lính đặc biệt của chị đi mất tiêu rồi bởi vì chuyện gì làm cũng không có trôi chảy nha. Hôm đó chị mua dâu rồi đem ra đưa ra cho Khương biết rồi nó tưởng đâu còn cái bận đó nó mất tiêu hết trơn rồi cũng kêu mặt nó mua bỏ vô cái này rồi xài rồi đậy lại để không đậy lại nước mưa nó xuống hư vô hết trơn hà. Mưa
Voi là bây giờ mà nước mưa lại xiết thì hai thằng nó đụng lại hư chưa? Này không có. Nó lấy cái nắp đậy lại mà cứ quên hoài, bởi vì cho kia nó rút ra để cho nó bọc rồi. Đó, sao từ cái này mày tưởng tượng như là cái bánh đi Thành. Cái cái bánh mày lấy nhanh dữ lắm mà. Trọt vô rồi trọt vô cái lỗ đó. Hết mưa rồi, đi bay rồi. Đi bay én lượng rồi. Em lấy hai cái nớ bỏ gần ché đi. Nè. Cái gì đó bỏ có thử không? Rồi chưa được. Cái chỗ gần cây cây cam kìa. Ừ. Để thử lại. Dạ. Bộ phế. Quá mà mùa mưa nữa. Nên nó không có bơ. Không có trái nhiều. Trồng thưa thôi. Mít trồng chừng 5-6 mét. Cây gọn này trồng 3 mét nữa. Được không? Hả? Không, không có trắng nhất rồi. Trắng là ngây sơ nữa rồi. Cạn thôi mà nó sâu quá, nó trúng vô hộp, nó quắt cái cây trái đó. Ui, còn ấy. Ấy là bắt vô nè. Còn ấy quá gì. Trên lòng mà gặp ổng nha. Lùn tao mà tưởng tượng tôi đưa cái bánh này mày cỡ nào mày lấy không được. Đớp liền. Đớp liền. Đó. Thấy chưa? Chứ mít con rồng là mấy cái trái cây cây trên đọt đó là cắt bỏ hết rồi. Đó tập trung dinh dưỡng rồi, nó chế bệnh. Mới chơi trên đọt cắt bỏ chứ mấy cái trái ấy nè. Mà sao mấy cái này còn nguyên chứ? Mấy cái này còn nguyên là hư cái còn hư rồi, cái cắt cũng hư rồi. Dạ, chứ để nó không có tập trung dinh dưỡng vô. Bự thôi, để trái nó mới bự. Trái đấy hồi chưa rồi. Nó đài còn đâu. Kỳ vậy trời. Tính ra trời là phần lễ rồi. Phần lễ không có trái nào nha trời. Không đài gì, mãi dính con cái chuột bự đó mà nó chết rồi. Nó quắc, nó dục. Nữa đừng để trái đọt cao quá chị ơi. Không, chị không có để trái đọt đâu. Ớn quá. Cái cây kéo hồi nãy cắt cho nó bị vụt con ốc rồi thì giờ đem vô nhà kiếm con ốc mới được. Mình cắt sót cái thứ nó bỏ hơn không ăn được. Nó không có chiếc này chị không có để cao mà không có để mấy trái ấy đâu. Không được. Cao quá là không có để. Tôi đang nghi trái này. Nhưng mà chị thấy là chưa đó. Cái lá đài đó không? Thôi để chín cây ăn nè. Thiếp chín cây à. Như giờ này nó gì đâu mà tháng mưa thì nó chín. Cái này thì 7 ngày chắc mà vẫn chưa thấy chín. Tại sao là chắc ăn. Lá đài nó đài nó non lắm, nó còn xanh, nó cục lắm luôn là nó không phải. Cái lá đài nó thằng lại là có thể là
rồi mà kêu tao nữa. Chính xác rồi. Phú Nguyễn nè. Hello anh Phú Nguyễn. Dạ Phú Nguyễn nữa. Có cách nào mà không cần thử chứ thử từng trái cực quá anh. Có lên hửi. Lên hửi á Phú. Còn có cách đó là nhờ chủ vườn ghi dùm cái ngày mà bao trái á. Từ 10 tới 15 ngày mình bao trái vô là mình can ngày mình cắt chứ bây giờ mà cứ chơi chỗ này hoài chứ. Quắt chân mất luôn. Rồi đó thôi cho thằng lá trong khi chủ vườn không như ngày. Gì vậy mày? Nhanh lên đi thử cái này ra vậy nè. Đoàn, đoàn trong nhân đang xem. Đây rồi. Ừ, không có lấy đồ nghề rồi nó tới đâu có nó hỏi tới đó. Dẫn con tố này heo chán. Trời ơi. Mỗi cái này. Mỗi cái này. Trên thấy dạ. Ví dụ nên đi Cali dư rồi. Dạ, nằm có áo chứ. Cali nói chung với phân chứ nó đâu có gãy Cali rồi đâu. Anh em ruột mà còn không chỉ luôn. Đúng rồi. Người dân làm gì có chuyện mình chỉ. Thì nó quá đẹp. Nó rỡi rồi nè. Trời ơi. Trời ơi. Nhanh đi ơi, mưa gió sấm chớp rỡi trên cao đó. Mặt kia nè. Đứng ở dưới này nữa. Từ sau mới có chứ từ ngày chắc được 2 trái rồi hả? Cái này đâu thử làm chi. Cứ giờ đang té mây mà thử. Ngon lắm. Ê thử cái này luôn không Thành. Chị nói chưa đó. Ừ. Thôi cái này phải lá đào nó. Cái này mình như thế nào. Có cái bập bập rồi. Rồi dính một em. Trời ơi, bữa nào chị cũng đem dắt luôn nhà cho nó cắn nhát giò chị hết trơn rồi nè. Chị trời. Ở đây có dắt hả? Sao không có?
Ai đâu mà? Cháu xịt thuốc đi trời. Thuốc gì xịt tiếp bao nhiêu thuốc có hết đâu. Thôi nhanh đi mày ơi. Trời ơi, từ nào giờ chắc bữa không có chưa, không dắt em hả? Em thịt thơm thù viên nên nó hay đeo lắm. Vậy hả? Lên về thôi chơi hả? Để trời. Lên về để không chứ cho nó hay dữ vậy trời. Thì nó biết trời. Em đi quen rồi, thói quen rồi. Hôm qua giờ đi lên làm trên chùa là 4-5 con uống nu uống nặng. Trên chùa phát cỏ bờ rồi đó. Người làm chứ thầy. Ta đưa cái tay ra thì mình đưa cái cỏ cái tay đi. Ủa này giặt ra không cô? Vô giặt ra. Đây đưa cái máy cho anh coi. Ở đây có giặt là tôi phải thoát ra ngoài liền mới được, tôi sợ giặt lắm. Ấy gùa ra đi thôi.